Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải. Hai học sinh ở Thanh Hóa co giật, hôn mê sau khi ăn bim bim và kẹo cay. Điện Biên thu hồi hàng trăm con bò cấp cho hộ nghèo, rà soát hồ sơ nguồn gốc. Lộ diện người giả mạo chủ tịch tỉnh Gia Lai giao 392 hectare đất rừng cho doanh nghiệp. Chính thức bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ năm nay. Người Việt mất gần 16 tỷ USD vì bị lừa đảo qua mạng. Lùm xùm vụ ăn chặn tiền thưởng, hai huấn luyện viên thể dục dụng cụ phải rời đội tuyển quốc gia. Hàng không tiếp tục tăng thêm hàng trăm chuyến bay Tết với hơn 66.000 vé. Kazakhstan muốn trở thành trung tâm hậu cần để hàng Việt Nam tới châu Âu. Tuyển Việt Nam bị trừ điểm và tụt hạng sau trận thua trước Nhật Bản. Tin thế giới. Xu hướng mới ở Trung Quốc, hôn lễ không đoàn xe cưới, không đón dâu, không phủ dâu phủ rể. Trung Quốc, khoảng 1.000 du khách vẫn bị mắc kẹt ở Tân Cương sau lở tuyết. Đài Loan mất thêm đồng minh khi đảo quốc thiết lập quan hệ với Trung Quốc. UAV Ukraine tấn công, thành phố của Nga ban bố tình trạng khẩn cấp sơ tán dân. Ukraine cảnh báo thời gian để Mỹ viện trợ cho Kiev sắp hết. Nổ lớn rung chuyển miền Bắc Iraq, Iran tuyên bố tấn công cơ quan tình báo Israel. Biển Đỏ không ngưng tiếng súng, Houthi tuyên chiến với tàu của Anh và Mỹ. Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên khi bị liệt vào danh sách các quốc gia thù địch. Muỗi lũ xâm chiếm Argentina, lây lan bệnh viêm não chết người. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam 6 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và cán bộ phòng tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể các bị can bị bắt giữ gồm ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bùi Quốc Hưng, trưởng phòng tàu sông, Đậu Ngọc Bình, Phó phòng tàu sông, Phan Huy Liêm, đăng kiểm viên phòng tàu sông và Vũ Văn Sơn, đăng kiểm viên phòng tàu sông bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố ông Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam với cùng tội danh trên. Trước đó vào ngày 16 tháng 1 2023, ông Hình đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ. Liên quan đến vụ việc, theo công an thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 bị can về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với đại án về sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động đăng kiểm đường bộ, đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra tổng cộng 9 vụ án với 251 bị can. Ngày 16 tháng 1, ông Lê Đức Dũng, Chủ tịch xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang điều trị tích cực cho hai cháu bé bị co giật, hôn mê nghi ăn bim bim và mì cay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, nhóm 4 trẻ trú tại thôn Bích Phương đến quán tạp hóa gần nhà mua bim bim và mì cay. Sau khi ăn vào lúc 17 giờ cùng ngày, bé Cao Vân Thanh 12 tuổi và Đỗ Trọng Cường 6 tuổi lên cơn co giật, lịm dần, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Tình trạng nặng diễn biến xấu, đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay, hai cháu nhập viện trong tình trạng hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại. Các cháu được rửa dạ dày, truyền thuốc giải độc và lọc máu, hiện vẫn đang hôn mê, suy thận, thở máy và lọc máu liên tục. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, xét nghiệm tìm độc chất hiện chưa rõ kết quả. Theo người nhà, trưa hôm xảy ra sự việc các cháu ăn cơm tại gia đình, trong khi ăn quà vặt mua ở cửa hàng tạp hóa, sức khỏe các cháu không có bất thường. Công an huyện Thọ Xuân đang điều tra vụ việc, chưa kết luận nguyên nhân. Liên quan đến vấn đề phản ánh của người dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Điện Biên về dự án cấp bò sinh sản không đảm bảo chất lượng, ông Chu Văn Bách, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Điện Biên cho biết, huyện đang lập các đoàn kiểm tra hồ sơ và chất lượng con giống thuộc dự án nêu trên. Hiện tại, xã Hẹ Muông đã cùng nhà cung ứng thu hồi toàn bộ số bò giống trên 180 con không đảm bảo chất lượng đã cấp cho người dân theo dự án trước đó. Theo báo cáo của huyện Điện Biên, toàn huyện có 21 xã, trong đó có 18 xã đã triển khai thực hiện dự án cấp bò giống sinh sản theo chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng số bò được cấp phát cho các hộ dân huyện Điện Biên là 2.174 con.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều người dân phản ánh về việc dự án cấp bò sinh sản lại là bò già, gầy yếu và không đảm bảo chất lượng. Đơn cử gia đình chị Lường Thị Duyên ở bản Pa Sáng, xã Hua Thanh được Ủy ban Nhân dân xã cấp cho 2 con bò giống sinh sản, nhưng quá trình nuôi thì thấy bò vừa già vừa gầy. Thậm chí ngày mới nhận bò về có con còn không ăn, không uống nước được. Gia đình phải chăm sóc, nấu cám, nấu cháo cho ăn. Gia đình chị Lò Thị Thanh ở bản Tâu cũng chung tình trạng khi được chính quyền hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chị Thanh, khi nhận về chẳng hiểu vì lý do gì mà một con thường xuyên bị ngã và rất gầy yếu. Khi cán bộ thú y xuống, họ mang đi đổ nhưng đến nay vẫn chưa thấy mang bò lại cho gia đình. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 1, cơ quan này đã nhận được tâm thư xin lỗi của bà Đào Thị Thúy Nga, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai về việc mạo danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long để giao 392 hectare đất rừng cho doanh nghiệp, gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Theo bà Nga, thời gian qua do bận việc gia đình và phải tập trung điều trị bệnh, nên đã giao công ty cho người em tên là Nguyễn Thành Duy, sinh năm 2001, quản lý và điều hành. Vì làm màu với bạn bè, Duy đã làm và scan con dấu của một văn bản khác vào văn bản do mình soạn thảo, nhằm mục đích khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng, nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra. Trong thư, bà Nga gửi lời xin lỗi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời cam kết không để xảy ra sự việc tương tự. Bà Nga cho biết thêm, mấy ngày nay, chưa có cơ quan nào mời bà lên làm việc liên quan việc giả mạo quyết định của Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Do thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên bà chủ động viết tâm thư xin lỗi. Về phía tỉnh Gia Lai, giới chức tỉnh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tư về việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo đó, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp ở bậc học này khi hoàn thành chương trình học tập và rèn luyện lớp 9, đồng thời không nghỉ học quá 45 buổi một năm. Bằng tốt nghiệp cũng không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2, áp dụng với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024-2025. Một điểm mới so với trước là tăng số lần xét tốt nghiệp trong một năm. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành sẽ quyết định số lần xét tốt nghiệp của địa phương nhưng không quá 2 lần một năm. Trong đó lần thứ nhất phải thực hiện ngay sau kết thúc năm học, lần hai nếu có phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới. Theo báo cáo mới của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023, số tiền người Việt Nam bị lừa đảo đã lên đến con số gây choáng váng là hơn 16 tỷ USD, tương đương hơn 390.000 tỷ đồng. Báo cáo cho hay người dân Việt Nam đang phải vật lộn với các vụ lừa đảo với tần suất đáng báo động, với con số đáng kinh ngạc là 70% cho biết họ gặp phải các vụ lừa đảo ít nhất mỗi tháng một lần. Trong đó, nhóm người cao tuổi là nhóm dễ bị thao túng tâm lý, dễ bị rơi vào các kịch bản lừa đảo giả mạo cơ quan công quyền, các tổ chức uy tín và đây cũng là nhóm có nhiều tiền để dành hơn. Thứ hai là nhóm công nhân ở các khu công nghiệp. Do kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh, nhiều người bị mất việc nên cũng dễ rơi vào bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao hay cho vay nhanh chóng, dễ dàng qua các ứng dụng trên điện thoại. Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu cho hay, theo điều tra tìm hiểu của chúng tôi, phần đông những kẻ lừa đảo xuất hiện từ các nước lân cận Việt Nam. Khu vực châu Á đang được xem là rộ lên rất nhiều những tổ chức cá nhân lừa đảo. Thậm chí hiện nay thế giới còn gọi đây là ngành công nghiệp lừa đảo và trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu. Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng cá nhân cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội. Khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ người lạ thì bản thân người nhận phải dừng lại để kiểm chứng, không nên thực hiện theo yêu cầu ngay lập tức. Nếu thấy thông tin không tin cậy có thể báo về cơ quan an ninh mạng để lực lượng chức năng ngăn chặn và cảnh báo cho người dùng. Trong những ngày qua, thông tin vận động viên Phạm Như Phương tố phải chia phần trăm tiền thưởng thành tích và huy chương cho các huấn luyện viên tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Trao đổi với báo chí trong ngày 16 tháng 1, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, Cục đã có buổi làm việc với Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Theo đó, Cục quyết định cho huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương dừng làm việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia để xác minh vụ việc. Theo báo VN Express, vận động viên Phạm Như Phương sinh năm 2003 là gương mặt sáng giá của thể dục dụng cụ nữ khi giành huy chương vàng Olympic trẻ 2018. Đến SEA Games 31 tại Việt Nam, Như Phương giành 2 huy chương bạc đồng đội và xà lệch, 2 huy chương đồng cầu thăng bằng và tự do. Ngày 15 tháng 1, 2024 vừa qua, vận động viên này bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Một trong những nguyên nhân khiến cô đi đến quyết định này là việc bị gạch tên khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia tập trung năm 2024. Chia sẻ trên một tờ báo điện tử, nữ vận động viên này cho biết cô bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia năm 2024 vì huấn luyện viên chuyên trách quên gửi đơn xin đi nước ngoài của cô lên bộ môn thể dục, Cục Thể dục Thể thao.
Ngoài việc tố mình không được gọi lên đội tuyển quốc gia vì lỗi của huấn luyện viên, Phạm Như Phương tố cô bị chính huấn luyện viên của mình thu thêm tiền thưởng, mức thu ít nhất 10% mỗi huy chương. Thông tin này đang khiến người hâm mộ và ngành thể thao xôn xao. Báo VnExpress dẫn thông tin từ tập đoàn Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tập đoàn sẽ tăng hơn 310 chuyến bay nội địa với hơn 66.200 vé máy bay trong giai đoạn cao điểm Tết 2024. Đợt tăng này nâng tổng số chuyến bay toàn mạng nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines Group trong cao điểm Tết lên 2,64 triệu ghế, tăng 10% so với Tết năm ngoái. Các trạng tăng cường tập trung nhiều nhất vào đường bay nội địa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Đà Lạt, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Pleiku và Phú Quốc. Báo cáo mới đây của cơ quan này cũng cho thấy, dù các hãng đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế, vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Tính đến ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không Việt Nam đã bán 80% đến hơn 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác trong dịp cao điểm Tết. Để tránh quá tải, các hãng lưu ý hành khách nên làm thủ tục check-in trước qua website, ứng dụng di động hoặc tại các quầy tự làm thủ tục. Hành khách nên có mặt tại sân bay 2 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 3 tiếng trước giờ khởi hành với các chuyến bay quốc tế. Thưa quý vị, trong buổi họp báo vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumis khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Kazakhstan trong khối ASEAN và tại khu vực châu Á. Kazakhstan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực truyền thống như đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, đồng thời thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác. Đại sứ Tumis nhấn mạnh, một trong những trọng tâm hợp tác của Kazakhstan trong thời gian tới sẽ là hình thành tuyến đường sắt liên vận Việt Nam-Trung Quốc-Kazakhstan, tạo thành một cầu nối để hàng hóa từ Đông Nam Á đến Kazakhstan, cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như châu Âu và ngược lại. Với hành lang liên vận ngắn nhất nối giữa miền Tây Trung Quốc đến châu Âu, hàng hóa từ Việt Nam, thay vì mất 2 tháng đi đường biển, có thể được vận chuyển đến châu Âu chỉ trong vòng 2 tuần. Đại sứ Kanat Tumis cũng bày tỏ, Kazakhstan mong muốn trở thành trung tâm hậu cần, trung chuyển cho hàng hóa Việt Nam đến cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, khu vực Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như châu Âu. Ông cho biết, các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm tới lĩnh vực này. Quay trở lại với tình hình thể thao, trong trận ra quân ở ASEAN Cup 2023 vào ngày 14 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã chịu thua đầy tiếc nuối với tỷ số 2-4 trước Nhật Bản. Đó là trận đấu mà các tuyển thủ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2-1 cho tới phút 44, nhưng sau đó, chúng ta đã bị ngược dòng và nhận thất bại. Mặc dù đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản sau 4 năm 2 tháng, nhưng điều đó vẫn không thể giúp đoàn quân của huấn luyện viên Chausier tránh việc bị trừ điểm sau trận đấu này. Theo tính toán của Footy Rankings, đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,5 điểm xuống 1.229 điểm, xếp vị trí thứ 95 thế giới. Đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều chưa có điểm nào sau lượt trận đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chausier tạm thời đứng trên đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á nhờ chỉ số phụ. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 19 tháng 1 mang tính quyết định đối với cơ hội vượt qua vòng bảng của cả hai bên. Đội tuyển Việt Nam cũng giống như đối thủ ở thế buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, ít nhất là bằng suất của 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Dự kiến đội tuyển Việt Nam vẫn còn 2 ngày chuẩn bị cho trận đối đầu với Indonesia vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 và trước khi đụng độ với đội tuyển Iraq vào ngày 24 tháng 1. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Xu hướng mới ở Trung Quốc, hôn lễ không đoàn xe cưới, không đón dâu, không phủ dâu, phủ rể. Trung Quốc, khoảng 1.000 du khách vẫn bị mắc kẹt ở Tân Cương sau lở tuyết. Đài Loan mất thêm đồng minh khi đảo quốc thiết lập quan hệ với Trung Quốc. UAV Ukraine tấn công, thành phố của Nga ban bố tình trạng khẩn cấp sơ tán dân. Ukraine cảnh báo thời gian để Mỹ viện trợ cho Kiev sắp hết. Nổ lớn rung chuyển miền Bắc Iraq, Iran tuyên bố tấn công cơ quan tình báo Israel. Biển Đỏ không ngưng tiếng súng, Houthi tuyên chiến với tàu của Anh và Mỹ. Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên khi bị liệt vào danh sách các quốc gia thù địch. Muỗi lũ xâm chiếm Argentina, lây lan bệnh viêm não chết người. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trào lưu đám cưới 3-0 trong giới trẻ đang trở thành chủ đề đang được tìm kiếm nóng trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc. Cụ thể, tờ Jimu News đã đưa tin về Tiểu Trương, một cô gái ở tỉnh Sơn Đông, và nửa kia của cô khi tổ chức một lễ thành hôn tối giản, không rước dâu, không có MC đám cưới, không có những phân đoạn đẫm nước mắt.
Hôn lễ này đã nhận được rất nhiều quan tâm và lời khen ngợi. Nguồn tin cho biết đám cưới tối giản đang dần trở thành xu hướng mới trong những năm gần đây và ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn. Đám cưới tối giản chủ yếu là không có đoàn xe, không đón dâu, không có phù rể và phù dâu, được gọi là đám cưới 3-0. Nhưng trên thực tế có khi còn không có cả MC, không có tiệc cưới và thậm chí không có khách mời. Trào lưu này được mô tả như một lựa chọn tối giản, không chỉ giảm bớt gánh nặng tổ chức đám cưới mà còn nhằm mục đích tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, gần đây cụm từ thanh niên 4-0 cũng đã trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc, tức là không yêu đương, không kết hôn, không mua nhà, không sinh con. Trong bối cảnh này, các chuyên gia đánh giá rằng các xu hướng này càng làm nổi bật nền kinh tế suy yếu của Trung Quốc và sự thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ nước này, những người không thấy được tương lai. Vào ngày hôm qua 16 tháng 1, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vừa thông báo rằng khoảng 1.000 du khách vẫn đang mắc kẹt tại khu du lịch miền núi nổi tiếng ở vùng Tân Cương, miền Tây Bắc nước này khi tuyết rơi dày và thời tiết lạnh giá cản trở công tác cứu hộ. Theo CCTV, tuyến đường dẫn tới làng Hemu, một điểm thắng cảnh nổi tiếng gần biên giới với Kazakhstan, Nga và Mông Cổ, đã bị chặn lại vài ngày do tuyết lở. Được biết, khu vực Hemu thuộc khu Altai, nơi mà tuyết rơi không ngớt trong suốt 10 ngày qua, gây ra hàng chục vụ sạt lở tuyết trên tuyến đường cao tốc dãy núi Altai, kết nối với điểm du lịch Kanas. Tuyến sạt lở xuống mặt đường có nơi dày tới 7 mét, thậm chí cao hơn thiết bị dọ tuyết. Trong tình hình này, trưởng ban quản lý đường cao tốc Altai, ông Zhao Jingsheng cho biết các đợt tuyết lở diễn ra ngoài dự kiến. Đơn vị đã triệu tập 53 nhân viên và 31 thiết bị máy móc để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của lở tuyết. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng việc khôi phục giao thông trên đường cao tốc dẫn đến làng Hemu sẽ mất thêm thời gian vì lở tuyết đã gây ra một lượng tuyết lớn chặn 4 km cuối cùng của tuyến đường. Ngoài ra, công tác tiếp tế đồ thiết yếu trong những người mắc kẹt cũng gặp khó khăn do thời tiết ở vùng núi liên tục thay đổi, do thời tiết không ổn định. Truyền thông quốc tế đưa tin, quốc đảo Thái Bình Dương Nauru vừa tuyên bố nước này sẽ chuyển đổi công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc, khiến Đài Loan hiện chỉ còn giữ mối quan hệ ngoại giao chính thức với tổng số 12 quốc gia trên thế giới. Theo ghi nhận, chính phủ quốc đảo nhỏ bé Nauru đưa ra tuyên bố nêu trên chỉ 2 ngày sau khi Đài Loan tiến hành tổng tuyển cử và cử tri tiếp tục trao cho Đảng Dân Tiến với nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Trong tuyên bố, chính phủ Nauru cho biết vì lợi ích tốt nhất của đất nước và nhân dân, quốc đảo đang tìm cách nối lại mối quan hệ ngoại giao đầy đủ với Trung Quốc. Điều này có nghĩa rằng Cộng hòa Nauru sẽ không còn công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, mà thay vào đó là một phần không thể tranh cãi của lãnh thổ Trung Quốc. Trước tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Đài Loan thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo sắp tới. Dự kiến nếu mất mối quan hệ với Nauru, Đài Loan chỉ còn lại 11 quốc gia và Tòa Thánh Vatican là đối tác ngoại giao chính thức. Tính từ năm 2016, kể từ khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống, Đài Loan đã mất 10 đối tác ngoại giao vì Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ hai Nauru tuyên bố cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan sau lần đầu tiên vào năm 2002, nhưng sau đó đã khôi phục vào năm 2005. Trở lại với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, hãng Reuters cho biết vào ngày hôm qua 16 tháng 1, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại toàn thành phố Voronezh của Nga ngay sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Thị trưởng Voronezh, ông Vadim Kostenin thông báo trên Telegram rằng cư dân ở một tòa chung cư đã phải sơ tán tới một ngôi trường gần đó sau khi các mảnh vỡ của UAV gây ra các đám cháy nhỏ và làm vỡ nhiều cửa sổ. Theo đó, ông Kostenin cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong toàn thành phố để triển khai nhanh chóng các biện pháp thay thế và sửa chữa. Thống đốc vùng Voronezh, ông Alexander Gusev, cũng đưa thông báo rằng một bé gái đã bị thương khi mảnh vỡ của UAV rơi vào căn hộ của gia đình. Trước sự việc này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 5 UAV và chặn 3 chiếc khác tại vùng Voronezh gần biên giới với Ukraine. Thêm vào đó, 4 UAV của Ukraine cũng đã bị đánh chặn ở vùng Belgorod của Nga. Được biết, thành phố Voronezh có hơn 1 triệu dân và là trung tâm hành chính của vùng Voronezh, cách biên giới với Ukraine khoảng 250 km. Đáng chú ý, gần khu vực này cũng có một căn cứ không quân của Nga, thường xuyên triển khai các tiêm kích bom để tham gia các chiến dịch không kích tại Ukraine. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Ukraine về vụ việc này. Tại diễn biến liên quan, giới chức Ukraine vừa đưa ra cảnh báo không còn nhiều thời gian để các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời tuyên bố cái giá mà các quốc gia phương Tây phải trả sẽ lớn hơn nhiều nếu lực lượng Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmitry Kuleba phát biểu trong việc cung cấp thêm tài chính và vũ khí cho Ukraine chính là đang giúp Mỹ và các đồng minh NATO tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Được biết, Mỹ đã là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, bao gồm viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng thúc đẩy Quốc hội phê duyệt thêm khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine khi phải đối mặt với sự phản đối từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ.
Trong ngữ cảnh này, Ngoại trưởng Kuleba cũng tuyên bố phủ nhận các báo cáo về việc vũ khí Mỹ đang được chuyển sang các nơi khác trên thế giới thay vì đến Ukraine là thông tin giả mạo, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi thứ bạn trao cho chúng tôi đều được sử dụng cho mục đích tốt nhất là kết thúc cuộc xung đột này với việc Ukraine giành chiến thắng càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel ngày càng leo thang, mới đây lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm tình báo của Israel. Theo nguồn tin, vào đêm 15 tháng 1 theo giờ địa phương, một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Abi, miền Bắc Iraq. Ít phút sau đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngay lập tức ra tuyên bố khẳng định đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào trung tâm đầu não cơ quan tình báo Mossad của Israel tại Abi. IRGC thông báo cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các động thái gần đây của Israel, cũng như trả thù cho việc một số thành viên trong trục kháng chiến chống Israel bị sát hại. Các cuộc tấn công sử dụng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái bắt nguồn từ lãnh thổ Iran. Theo ghi nhận, vụ tấn công này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương, đều là dân thường. Thêm vào đó, hoạt động hàng không tại sân bay Abi đã bị gián đoạn trong một khoảng thời gian ngắn. Sự kiện này hiện đang làm gia tăng lo ngại về tình hình căng thẳng lan rộng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là khi chiến sự đang diễn ra phức tạp, cùng với tình hình ở giải Gaza, biên giới Israel-Lebanon và trên Biển Đỏ. Hãng Reuters đưa tin vào ngày hôm qua 16 tháng 1, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một tên lửa đánh trúng một tàu của Mỹ ngoài khơi Vịnh Aden, đồng thời tuyên bố sẽ coi tất cả các tàu chiến và tàu thuyền của Mỹ và Anh tham gia vào các hành động gây hấn với Yemen là mục tiêu thù địch. Cụ thể, trong một tuyên bố phản đối hành động của Liên quân Anh-Mỹ, người phát ngôn Houthi Yahya Serra tuyên bố rằng tất cả các tàu và tàu chiến của Mỹ và Anh tham gia vào hành động gây hấn chống lại Yemen sẽ là mục tiêu tấn công của nhóm này. Trước tuyên bố này, giới phân tích cho rằng mặc dù Anh và Mỹ không tìm cách mở rộng xung đột, nhưng các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi trên khắp Yemen lại đang khiến gia tăng xung đột lan rộng. Phản đối lập luận này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định rằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Houthi ở Yemen không liên quan đến cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza. Ông Sunak cho biết các cuộc không kích của Anh và Mỹ nhằm vào Houthi chính là biện pháp tự vệ và chỉ nhắm vào mục tiêu thận trọng vào các địa điểm hạ tầng quân sự của Houthi ở Yemen. Trong bối cảnh này, các chuyên gia cho rằng Mỹ và Anh đang lâm vào thế khó xử khi vừa phải cân bằng giữa tránh gia tăng xung đột, vừa phải đảm bảo an ninh cho tuyến vận tải biển huyết mạch. Tuy nhiên, phía Houthi vẫn tiếp tục sẽ tấn công không ngần ngại, bất chấp tất cả các cuộc không kích từ Anh và Mỹ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày hôm qua 16 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên liệt quốc gia này vào danh sách các quốc gia thù địch nhất, gọi đây là hành động phi lịch sự của Bình Nhưỡng. Được biết trước đó vào cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội, Triều Tiên đã quyết định sẽ đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên triều. Theo đó, Triều Tiên bãi bỏ hoạt động của hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên triều bao gồm Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Kum Gangsan, vốn đều là những cơ quan được thành lập để tạo điều kiện cho đối thoại liên triều, triển khai các cuộc đàm phán và hợp tác song phương, cũng như đề xuất thực hiện các biện pháp pháp lý để xác định lại mối quan hệ với Hàn Quốc. Đáp trả những tuyên bố trên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ngay lập tức tuyên bố cáo buộc các vụ phóng tên lửa và đạn pháo gần đây của Triều Tiên là hành động chính trị nhằm chia rẽ công chúng Hàn Quốc. Đồng thời, ông Yoon Suk-yeol cũng cam kết sẽ đưa ra phản ứng quy mô gấp bội lần đối với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Hãng Sputnik đưa tin, gần đây sự xuất hiện của loài muỗi Aedes albifasciatus, hay còn gọi là muỗi lũ, đang khiến các quan chức Argentina phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe sau khi nước này ghi nhận nhiều trường hợp mắc căn bệnh thần kinh gây chết người do loài muỗi này gây ra. Cụ thể, tính từ cuối tháng 12/2023, loài muỗi độc này đã xâm chiếm Argentina, xuất hiện nhiều ở thủ đô Buenos Aires, các khu đô thị lớn và nhiều khu vực miền trung đất nước. Trong bối cảnh này, nhà sinh vật học Silva Fischer cho biết ấu trùng của loài muỗi này có khả năng sống sót trong các hồ hoặc vùng nước tù đọng do mưa ngập, thường xảy ra sau thời kỳ hạn hán. Và hiện nay, Argentina đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chúng khi phải chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết El Nino, kéo theo mưa lớn sau nhiều năm khô hạn. Theo ghi nhận, loài muỗi này có khả năng bay ở khoảng cách xa và có khả năng thích ứng với nhiệt độ và các mùa khác nhau khiến việc kiểm soát ấu trùng muỗi càng trở nên phức tạp. Vết đốt của muỗi này mang theo virus viêm não ngựa phương Tây, rất nguy hiểm cho cả động vật và con người, thậm chí có thể gây tử vong. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Argentina đến ngày 5 tháng 1, khoảng 1.250 trường hợp đã được ghi nhận. Các triệu chứng của căn bệnh bao gồm sốt, nhức đầu đột ngột, mệt mỏi, run rẩy và thường hết sau 7 đến 10 ngày, với thời gian ủ bệnh dao động từ 2 đến 10 ngày. Những hình ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Cuộc
Quản lý tốt 4 điều này sẽ giúp bạn gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình. Quý vị kính mến, để quản lý người khác, trước tiên bạn phải bắt đầu bằng việc quản lý chính mình. Tuy nhiên trên đường đời, đa phần chúng ta luôn đòi hỏi quá nhiều ở người khác và yêu cầu quá ít ở bản thân mình. Nếu bạn buông thả bản thân và bỏ bê việc quản lý đó thì chính là sự lười biếng lớn nhất trong cuộc đời. Vì vậy hãy quản lý bản thân thật tốt và coi cuộc sống như một sự rèn luyện để bạn có thể gặp được một bản thân tốt hơn trong tương lai. Đầu tiên, quản lý tốt cơ thể của bạn. Sức khỏe tốt không chỉ là trách nhiệm đối với bản thân mà điều đó còn thuộc về cha mẹ, người yêu, con cái và của mọi thành viên trong gia đình bạn. Ngày nay cơ thể đã trở thành nền tảng nâng đỡ mọi hoạt động của chúng ta và là con át chủ bài đáng tin cậy nhất trong cuộc sống của mỗi người. Chúng ta đều hiểu rằng chiếc giường đắt giá nhất thế giới là giường bệnh. Một khi bạn nằm trên đó, tất cả tiền bạc, của cải, địa vị và lý lịch của bạn đều gần như không còn giá trị nữa. Nhiều người làm việc vất vả, thức khuya, làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau một thời gian sẽ dẫn đến suy nhược về thể chất, suy nhược về tinh thần và cuối cùng là bệnh tật. Những trách nhiệm lớn như nuôi con, nuôi người già, công việc và sự nghiệp đều khó mà thực hiện cho trọn vẹn. Chủ đề chính của cuộc sống là sức khỏe và hạnh phúc. Chỉ khi quản lý tốt cơ thể mình, bạn mới có đủ vốn để thay đổi cuộc đời mình. Trân trọng sức khỏe tốt và duy trì lối sống lành mạnh là những dấu hiệu cho thấy một người thực sự có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Thứ hai, quản lý tốt cảm xúc của bạn. Orison Medden đã nói điều này trong Thủ đô của một đời. Bất cứ lúc nào, một người không nên làm nô lệ cho cảm xúc của chính mình và không nên thực hiện mọi hành động theo cảm xúc của chính mình mà phải kiểm soát cảm xúc của bản thân. Người có trái tim mạnh mẽ thì sẽ biết cách quản lý cảm xúc của mình và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay ngoại vật. Khi đối mặt với vật chất đừng quá háo hức, khi đối diện với sự hối tiếc cũng đừng quá u sầu, đừng bốc đồng khi tức giận và cũng đừng tiêu cực khi thất vọng. Hãy lạc quan và bao dung với người khác, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy học cách quản lý cảm xúc của mình và giữ cho trái tim của bạn như một hồ nước, bình tĩnh và trầm ổn, cho cuộc sống của bạn thêm một chút bình yên và tĩnh lặng. Đây là sự bình yên thực sự của năm tháng. Thứ ba, quản lý lời nói và việc làm của bạn. Lời nói là hình ảnh của tâm hồn, lời nói và việc làm tượng trưng cho tính cách bên trong của bạn. Quản lý tốt lời nói và việc làm của bản thân chính là đang tạo dựng một phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong mọi thước đo của thế gian, những lời nói và việc làm tốt sẽ luôn giúp bạn giành được rất nhiều điểm thưởng, đồng thời cũng sẽ tô điểm một cách tinh tế hình ảnh của bạn trong lòng người khác. Người có lời nói và cư xử đúng mực là người biết hướng nội và lắng nghe, nhất quán trong lời nói và việc làm, có khả năng quan sát hành động của người khác và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cách bạn cư xử và làm việc có thể khiến mọi người cảm thấy như một cơn gió xuân và chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của người khác. Thứ tư, quản lý tốt trái tim của bạn. Trái tim con người giống như một căn phòng nhỏ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều có thứ gì đó được nhét vào. Theo thời gian, nó sẽ trở nên lộn xộn, làm phiền chúng ta và đầy suy nghĩ không tốt. Quản lý trái tim của chính mình có nghĩa là làm sạch trái tim của mình, sắp xếp và tạm biệt với những điều trong quá khứ. Có người từng nói, thời gian trôi nhanh và cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian để tranh cãi, buồn bã và trách móc. Hãy dành thời gian để yêu thương, dù chỉ trong chốc lát, đừng để nó trôi qua. Đừng quan tâm đến lỗi lầm của người khác, đừng ôm giữ những tình cảm đã mất, đừng bám víu vào quá khứ, chúng ta sẽ luôn có một khởi đầu mới. Điều chúng ta nên theo đuổi là sự tự do đi theo trái tim mình và đừng để những con người và những chuyện trong quá khứ cản trở bạn. Hãy sắp xếp những kỷ niệm đó và cất chúng vào nhà kho, để nhường chỗ trong trái tim bạn cho những người bạn yêu thương. Hành trình cuộc đời có bước sâu và bước cạn, nhưng mỗi bước đều là sự trưởng thành. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ bình luận bên dưới nhé! Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của hành trình tương lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn.
Tuy rằng vẫn còn những tin đồn hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta hãy thật tỉnh táo, sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!